Thưa quý vị, thông tin từ Thường trực Sở Chỉ huy Phòng chống dịch của tỉnh, tính từ 18 giờ ngày 23 tháng 12 đến 18 giờ ngày 24 tháng 12, Tây Ninh ghi nhận 875 ca dương tính với SARS-CoV-2, tăng 2 ca so với ngày 23 tháng 12. Trong đó, test dương sàng lọc 867 ca, cụ thể ngoài tỉnh 46 ca. Thị xã Trảng Bàn 330 ca, tăng 57 ca, trong đó An Hòa 126 ca, An Tịnh 53 ca, Đôn Thuận 17 ca. Gia Bình 18 ca, Gia Lộc 31 ca, Hưng Thuận 27 ca, Lộc Hưng 14 ca, Phước Bình 19 ca, Phước Chỉ 14 ca, Phương Trảng Bàng 11 ca. Huyện Dương Minh Châu 145 ca, tăng 23 ca, trong đó Bào Năng 20 ca, Bến Củi 6 ca, Cầu Khởi 8 ca, Trà Là 19 ca, Lộc Ninh 9 ca, Xã Phan 9 ca, Phước Minh 2 ca, Phước Ninh 16 ca. Suối Đá 22 ca, thị trấn Dương Minh Châu 5 ca, Trung Mít 29 ca, huyện Tân Châu 108 ca, tăng 7 ca, trong đó Suối Dây 3 ca, Tân Đông 5 ca, Tân Hà 1 ca, Tân Hiệp 18 ca, Tân Hòa 43 ca, Tân Hội 9 ca, Tân Hưng 5 ca, Tân Phú 4 ca, Tân Thành 11 ca, Thành Đông 1 ca, thị trấn Tân Châu 8 ca. Thành phố Tây Ninh 101k tăng 59k, trong đó Bình Minh 11k, Hiệp Ninh 28k, Ninh Sơn 27k, Ninh Thạnh 4k, phường 1 có 14k, phường 2 có 2k, phường 3 có 11k, phường 4 có 2k, Thành Tân 2k. Thị xã Hoa Thành 37k tăng 6k, trong đó Hiệp Tân 3k, phường Long Hoa 5k, Long Thành Bắc 6k, Long Thành Nam 8k. Long Thành Trung 2 ca, Trường Đông 6 ca, Trường Hòa 3 ca, Trường Tây 4 ca. Huyện Tân Biên 34 ca, giảm 147 ca, trong đó Mỏ Công 20 ca, Tân Bình 3 ca, Tân Phong 7 ca, Thành Bình 2 ca, Trà Vong 2 ca. Huyện Bến Cầu 32 ca, giảm 22 ca, trong đó An Thạnh 3 ca, Lợi Thuận 11 ca, Long Thuận 4 ca, Thị trấn Bến Cầu 9 ca, Thuận 5 k Huyện Châu Thành 31 ca giảm 4 ca, trong đó Đồng Khởi 3 ca, Hảo Đức 1 ca, Hoa Thành 1 ca, Long Vĩnh 3 ca, Ninh Điền 1 ca, Phước Vinh 1 ca, Thái Bình 3 ca, Thanh Điền 12 ca, Thành Long 5 ca, Thị Trấn Châu Thành 1 ca. Huyện Gò Dầu 11 ca giảm 7 ca, trong đó Bào Đồn 1 ca, Cẩm Giang 3 ca, Hiệp Thành 3 ca, Phước Đông 1 ca, Thành Đức 3 ca. Về tình hình cách ly y tế, cách ly tập trung 1.263 người, cách ly tại nhà 21.144 người. Về công tác điều trị, bệnh nhân đã có hồ sơ bình án. Tổng số ca mắc COVID-19 81.676 ca, đang điều trị 14.117 ca, đã điều trị khỏi 67.000 ca. Trong đó ngày 24 tháng 12, 1.139 ca, số ca tử vong. 555 ca, trong ngày 24 tháng 12 có 10 ca tử vong. Về tình hình phong tỏa, tính đến ngày 24 tháng 2, tỉnh đã thiết lập 1.389 vùng phong tỏa, trong đó đang phong tỏa 399 vùng, 990 vùng đã giải tỏa. Về tình hình thực hiện chính sách theo nghị quyết số 68, các địa phương đã chi hỗ trợ trong ngày 3.995 người với số tiền 5 tỷ 959 triệu 020 000 đồng đã chi hỗ trợ đến ngày 24 tháng 12 205.144 người với số tiền 320 tỷ 447 triệu 715.000 đồng.